Bài tập tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng form HTML để nhập xóa sửa một cái user. Thì trong bài học hôm trước mình đã sử dụng MongoDB kết nối với server Node.js để thêm nhập xóa sửa, nhưng mà chúng ta chưa sử dụng giao diện. Thì bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng là giao diện HTML để thêm nhập xóa sửa user. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở cái project cũ của chúng ta lên. Thì đây là cái project của chúng ta. Đây là project của chúng ta. Đó, nó bao gồm cái model router và file server. Trong file server của chúng ta thì nó sẽ có những cái phương thức thêm nhập sửa xóa trong cái router. Thêm nhập sửa xóa. Ok các bạn. Để thực hiện render đến cái file HTML như thế này thì bạn phải cài đặt cho nó cái thư viện. Đầu tiên thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái thư viện là body pass. Các bạn sẽ cài thêm cái thư viện là body pass vào. Thứ hai là bạn sẽ cài đặt thêm cho mình một cái handlebar, express handlebar. Thì những cái này mình đã học trong những cái video trước rồi. Thì hôm nay mình sẽ áp dụng vào cái bài tập này. Ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái folder. Ở đây mình sẽ tạo cho mình để lại cái router này các bạn để các bạn sử dụng. Đây mình sẽ tạo ra một cái folder khác. Thì đây mình đặt tên là controller. Thì cái controller của chúng ta và cái router này nó hoàn toàn là giống nhau các bạn. Cái router này mình sẽ sử dụng nó là JSON, thì cái controller này chúng ta sẽ làm kết nối với HTML. Ở đây là do cái tên mình đặt khác nhau thôi, nhưng mà về cái chức năng của nó là hầu như là giống nhau các bạn. Ở đây là do mình muốn lưu lại cái router này nên là mình sẽ tạo ra một cái table tạo ra một cái folder là controller. Nếu bạn không muốn tạo ra cái folder controller thì các bạn làm luôn vào trong cái file router này cũng được. Thì ở trong này mình sẽ new cho nó một cái user controller chấm c. Thì trong cái user controller này thì các bạn làm gì? Ở đây thì các bạn cũng khai báo cho nó những thành phần như thế này. Ok, đó như thế. Và mình sẽ có một cái export app. Đầu tiên thì mình sẽ viết cái hàm get app chấm get. Ở đây thì các bạn sẽ gọi cho nó một cái tên. Ví dụ như là mình gọi xuyệt thì nó sẽ trỏ cho mình đánh cái form add user. Thì đây mình phải đây mình sẽ viết một cái function role request response. Response.render. Ở đây mình sẽ là chấm JSON đúng không? Mình sẽ JSON trước. Mình sẽ in ra một cái JSON trước. Ở đây mình sẽ in ra chữ là hello Node.js. Ok. Ví dụ như thế. Thì khi bạn nhập gọi dấu xuyệt này thì nó sẽ render ra đây. Bạn qua phần server thì ở trong server này thì các bạn sẽ khai báo các thư viện. Ở đây thì mình sẽ sử dụng thư viện là constant body pass.
bằng request require body parser. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái handlebar express handlebar handle handlebar bs ok bằng request bằng require express handlebar. Ok, các bạn có thể sử dụng, ở đây mình không sử dụng router thì các bạn sẽ comment nó lại cũng được, hoặc là bạn không cần phải comment. Ở đây mình sẽ không sử dụng router nữa các bạn. Có nghĩa là lúc như lúc nãy mình nói cái router và cái controller này là tương đương nhau. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái constant user controller bằng require controller user controller. Rồi tiếp theo mình sẽ app.view. Đây thì các bạn có thể là thêm cho nó một cái, đây mình có thể là suyệt user, có nghĩa là bằng người ta phải bấm chữ user như thế này thì nó mới user được chứ, thì nó mới chạy lên được tới cái trang của các bạn. Phải user controller ok, có nghĩa là khi các bạn gọi là localhost box 3000 user suyệt thì nó sẽ chạy tới cái controller của chúng ta và chúng ta sẽ chạy chương trình node server. Bị lỗi gì đó. Require middle function. Ở đây chúng ta chưa khai báo cái body map, body parser các bạn. Express ở đây mình sử dụng là app.view body parser .json mở ngoặc không ở đây này mình sẽ khai báo thêm một cái app này .view body parser .url body parser .url and source. Ok, ở đây bạn cần mở ngoặc đóng ngoặc. Attain 2. True. Đó, nó như thế. Ở đây các bạn phải làm thêm vào đây một số cái. Đầu tiên thì các bạn sẽ gọi nó là sử dụng cái thư viện body parts. Tiếp theo thì bạn sẽ gọi nó tới cái controller thông qua cái đường dẫn này. User ship ok, sau đó mình sẽ chạy lại chương trình ok server running, sau đó thì các bạn sẽ gọi nó chạy. Ở đây thì các bạn sẽ là localhost 3000 ship user ship enter ok. Ở đây bạn hãy in ra là hello node.js. Tiếp theo mà mình muốn hiển thị ra cái form giống như cái này, hiển thị ra cái form giống như này thì mình sẽ tạo ra cho nó một cái form HTML. Thì bạn muốn hiển thị ra form HTML thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái folder view. Ok. Trong cái view này các bạn sẽ có một cái thư mục là layout. Cái này bạn đã học trong cái handlebar rồi. Nó tương tự như vậy. Trong cái layout này bạn sẽ tạo cho nó một cái file là main.html handle3
HBS HBS HBS. Thì trong cái handle bar này, các bạn muốn sử dụng cái extend là handle bar này thì các bạn phải thêm phải sửa lại cái config ở trong cái handle bar. Ở đây thì các bạn vô express handle bar. Sau đó các bạn vào cái index của nó. Không phải index của nó. Cái application. Clip này. Đây, extend là HBS. Default của chúng ta là main. Ở đây là mình sẽ tạo ra là main HBS các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ định nghĩa cái thằng main này. Trong cái thằng main này mình sẽ tạo ra cho nó một cái đây mình sẽ dùng Bootstrap. Trong Bootstrap này thì giờ mình sẽ định nghĩa cho nó. Ở đây thì các bạn sẽ cho nó một cái body thì mình sẽ cho nó một cái background class. Class ở đây mình sẽ chọn nó một cái background. Background info. Rồi. Trong này mình sẽ cho nó một cái row. Trong cái row này mình sẽ cho nó một cái call xmap8. Ok. Offset xm2 cắt phía bên trái hai cột. Ở đây mà các bạn có thể cho nó tạo ra một style cho nó background color là màu trắng. Ok. Và mình sẽ cho nó margin top 50 pixel. Và mình sẽ cho nó padding 20 pixel. Ok, ví dụ như thế. Ở đây mình sẽ gọi cho nó một cái view. Cái view thì ở đây bạn sẽ gõ trong nó là một cái body. Rồi tiếp theo ở trong này mình sẽ tạo ra cho nó một cái layout. Thì các bạn sẽ tạo vào trong phần view này. Có thể là mình sẽ tạo ra cho nó cái layout view. Hoặc là các bạn sẽ nằm ở ngoài. Ở trong phần view này mình sẽ tạo ra cho nó là một cái class, cái file S. Ở đây mình sẽ tạo ra một folder đi các bạn. Ở trong view này, kết view này mình sẽ tạo ra một cái folder là user. Ok. Trong user này các bạn sẽ tạo cho nó là một cái s o edit chấm hp. Ok. Thì trong cái user này các bạn sẽ tạo ra cho nó một cái form. Ví dụ như là mình cho là h3 này. Này mình có thể là user information ví dụ như thế. Và đây mình sẽ tạo ra cho nó một form action. Cái này thì bạn sẽ code vào. Ở đây thì các bạn code vào. Ở đây mình sẽ sử dụng là một cái action là user method pop auto complete for all. Sau đó thì bạn sẽ tạo ra những cái form group, full name, email, password. Ok, tương tự như vậy. Thì phía dưới này thì các bạn sẽ tạo ra cho nó một cái ở đây là mình sẽ làm form phone và chỗ này là address. Ok. Chỗ này thì mình sẽ tạo ra cho nó một cái form row. Có nghĩa là ở đây nó sẽ gộp hai cái thành một một hàng các bạn. Ở đây mình sẽ có một cái phone và cái address này nó sẽ nằm trên cùng một hàng. Ví dụ như thế. Ok, mình lưu lại. Và các bạn sẽ qua bên cái phần controller này. Đây. Mình sẽ không cái không có là red.json nữa mà mình sẽ red.render. Chấm render. Ở đây mình sẽ render tới cái gì? Tới cái layout của chúng ta. Thì cái layout của chúng ta là nó sẽ nằm trong cái user.
Switch. SOS đi. Chấm HBS. Ok, thì nó là như vậy. Response. Rồi, chúng ta sẽ test lại cái chương trình. Ở đây thì các bạn thấy nó đang chạy tới ba cái CMD thì các bạn sẽ bỏ bớt. Rồi, ở đây mình sẽ tạo là node server n server ironing. Sau đó thì chúng ta bấm enter. Nó không tìm ra các module HBX. À, nó không tìm ra module HBX này là do chúng ta chưa khai báo cho nó một cái view engine ở trong cái server các bạn. Ở đây thì các bạn ra vào trong cái server này. Rồi. Này, trong cái server. Body bus này. Rồi ở đây mình sẽ cho nó một cái app này. App.engine. .hbs. Phải, nó là một cái express handle 3. Ok, sau đó thì mình sẽ có là app.set. View engine. Phải. .hbs. Ok. Và sau đó chúng ta sẽ chạy lại server. Rồi chúng ta sẽ test thử chương trình. Enter. Ok các bạn, đây là nó chạy lên trên cho chúng ta một cái form user như thế này. Đó. Thì ở đây trong cái form user này các bạn có thể truyền vào cái tham số information ở đây. À, nếu các bạn muốn truyền vào tham số ở cái SOEdit này thì các bạn sẽ tạo ra cho nó một cái tham số. Cái này mình sẽ tạo ra cho tham số. Ví dụ như là các bạn muốn tạo tham số thì các bạn sẽ làm dấu ngoặc như này. Cặp dấu ngoặc. Rồi ở đây mình sẽ cho nó một cái tên. Ví dụ như là view title đi. Đó, ví dụ như thế. Rồi, nếu các bạn ghi view title thì các bạn qua bên cái user controller này. Render đây. Ok chưa? Thì các bạn sẽ là user controller thì các bạn sẽ là phẩy. Đây bạn phải bạn hoặc đúng không? Thế bạn là view này hay chấm, bạn sẽ truyền vào cái tên. Ví dụ như đây mình sẽ truyền vào là employee user nhé. Mình ghi ngược lại này, information user. Ok. Rồi, nó sẽ chạy, nó sẽ in ra cho bạn là information user. Nó lấy cái thông tin này, nó sẽ bỏ vào trong cái SOEdit thông qua cái biến là view title. Đây, view title. Chúng ta lưu lại và chúng ta sẽ chạy lại server. Rồi, chúng ta sẽ F5 lại. Đó, các bạn thấy là information user. À, tiếp theo chúng ta sẽ viết mà cái sự kiện bấm vào nút submit này nó sẽ nhập và dữ liệu vào bên trong cái user. Thì ở đây đầu tiên thì các bạn phải check lại những cái thông tin. Đầu tiên thì mình sẽ các bạn sẽ xem trong này. À, đây là full name này. Cái name của nó các bạn, full name này. Email này. Password. Phone. Và address. Thì những cái thông tin này nó phải trùng khớp với cái user model của chúng ta các bạn nhé. Đây các bạn phải, nó nằm trong cái user model đó. Nó phải giống như thế này đó các bạn nhá, chú ý chữ viết hoa viết thường, trong này viết hoa viết thường như thế nào thì trong đó y như vậy các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập vào thì mình đã viết cái hàm add data đây các bạn. Đây mình sẽ copy cái hàm này qua, rồi mình sẽ bày án vào cái user. Đây là hàm add data.
máy data này thì mình sẽ ghi chỗ này là insert hoặc là add cũng được đó. Cái này mình sẽ ghi là add, có nghĩa là duyệt user, duyệt add thì nó sẽ add vị nhà chúng ta. Ok, ở đây mình sẽ gọi hàm add thì nó sẽ add vô lên database của chúng ta thôi. Rồi chúng ta sẽ test lại qua cái hàm add. Các bạn nhớ mình đang sử dụng là method bằng post các bạn nhé. Rồi mình sẽ test thử chương trình. Rồi mình sẽ chạy lại cái server. Ok, sau đó các bạn là enter một cái. À sai rồi các bạn. Khi mà các bạn bấm submit này, submit này thì nó sẽ chạy qua user, sau nó sẽ chạy qua cái hàm add của chúng ta. Nó chạy như thế này mới đúng này. Ok chưa? Nó action qua cái user duyệt add. Rồi mình sẽ chạy lại. Rồi. Enter này. Mình sẽ nhập vào này. Demo@gmail.com. Mình cho là demo 123 0905 888999. Email là demo address thì mình sẽ gọi chỉ là poly khả năng, ví dụ như thế. Rồi sau đó vào bấm submit. Ok, mình bấm submit. Rồi bấm submit thì nó sẽ add cho chúng ta thành công. Nhưng mà mình quanh chỗ này các bạn, chỗ này thì nói chung là nó chạy ok rồi đó, nó sẽ submit dữ liệu vô rồi. Thì khi submit dữ liệu vào thì mình đã send về cái u này. Ở đây thì các bạn sẽ không send về cái u mà mình sẽ redirect về cái trang nào đó. Ở đây là mình sẽ redirect về cái này. Đây ví dụ như thế. Redirect về cái này, mình không send nữa. Thì mình sẽ redirect về cái này. Ok chưa? User add HBS. Thì có thể là bạn sẽ đổi lên cái này, ví dụ như là insert user successful. Ví dụ như thế. Rồi. Đây là ví dụ thôi các bạn, nó cũng ok thôi. Ở đây mình sẽ mở lên cái của chúng ta, cái NoSQL, và chúng ta sẽ refresh lại xem thử là của chúng ta nó đã vào vào chưa. Rồi ở đây thì các bạn thấy mình đã add được vào rồi các bạn. Ở đây là demo này. Ok. Và chúng ta sẽ thêm một cái nữa. User này. Rồi mình sẽ cho là tèo nv cộng gmail.com. Một cách phone là 0909999999. Submit. Lúc nãy mình chạy lại server chưa ta? Rồi ok, các bạn chạy lại một server một lần nữa. Chạy lại server. Ok. Bấm add. Rồi. Phạm thì nở, nở PT. Nở PT account. fpt.idu.vn này. Bắt buộc là 123 hay là 0909 Đà Nẵng. Ok, bấm submit. Nào, ok các bạn. Thì khi các bạn bấm submit thành công thì các bạn thấy ở đây nó vẫn đứng là cái trang của chúng ta và nó sẽ ghi là insert user successful. Ok, thì đây là mình vừa làm xong cái phần add user.